Rồi, chào anh em, chào cô chú. Giờ là 13 giờ ngày 19 tháng 12 2021 anh em cô chú ơi. Chúc anh em cô chú ngày cuối tuần, ngày chủ nhật dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Rồi. Đó, giờ là Hy Dư đã hứa là cái con xe quay đen, bên pha đen máy nó giờ mình đã tháo ra là đang tháo ra vừa xong. Tan vật còn y xì đây. Đây. Đó. Cái này là cái rổ ốc ở trong kho nó bạn nó mới sang ra cần ký bán cho anh em. Ốc đẹp không ha? 100.000 ký á. Mình là Tí Hon, chuyên bán đồ Honda, xe đạp luôn anh em cô chú. Mấy anh em nào ở gần ghé mua đồ xe đạp ủng hộ mình đi mua mình bán luôn, có bán đồ xe đạp. Hôm nay quên giới thiệu với anh em ở khu vực Thới Thuận, Thừa Đức rồi. 0918104045 có Zalo anh em cô chú ơi. Cái này cái máy này đó là mình biết đó là nó hoàn toàn là 100% là đồ riêng, tại vì là nó chưa có rớt đầu ra, chưa có ai thay chế chở gì tổng hết à, cho nên mình biết đây là riêng. Chứ còn cái xe mà đã rớt đầu đã tháo rồi thì chưa chắc, cho nên cái máy không gần thì nó không gần cho anh em cô chú thương nè. Cái dên đẹp, hay mà anh em nào mà mua được cái dên đầu lòng này xài là coi như đã đời rồi, chưa có rơ chưa có gì hết. Ngắt ngon lành còn phải màu hết thuốc vậy. Ăn một cây dệt quên đây đây, cái đầu lòng này quá trời đẹp luôn anh em. Xuất sắc luôn, có cái bánh cam dặn của tổng rồi. Nó còn dàn trái vậy luôn, mấy cái ba vớ này còn luôn. Số luôn. Cái cao su lòng mà còn y ta chưa gãy lá gió nào nha anh em. Cái bộ dên đầu lòng này mình bán là 2.700.000 nha anh em. Hết bộ luôn. Còn cái đường ngang còn y nguyên rồi, cái xe này chưa có chạy nhiều, chưa có thấy dấu mòn mỏi vậy á. Nó mặt giống ở trong, còn ít tăng đa nha. Nói tinh đi nguyên, giống. Cái này quá đẹp rồi, khỏi sôi nữa anh em ơi. Quá đẹp, không có gì để chê nữa. Bộ dên đầu lòng này mà mình chê là tại mình dối lòng mình thôi chứ còn. Nếu thật lòng mà không có bao giờ mà nói chuyện chê. Còn nhắc ngon lành, chưa có dấu chạy, chưa có dấu mòn nữa. Mình không gành không mà mình dòm thấy mình cũng biết nó đẹp, bởi vì nó không có thấy dấu mòn mỏi gì trơn. Đã tươi luôn mà chưa có nhớt đóng, nếu chạy nhiều là cái nắp này nó đen trong này liền. Mình tháo xe 67 hoài mình biết không, nghĩ đen thui chạy nhiều. Rồi đây là cái lốc nè, để cho anh em tin cái máy nè. Bữa cái máy là 730 đuôi nè, thấy không? Cái bộ giấy này mình bán cho cái anh trong Cà Mau rồi. Để riêng ra lốc. Rồi tiếp theo cái lốc giữa 300.000 anh em. Cái này anh em cân nhắc về tài chính thôi chứ còn cái vấn đề không có chê được. Bởi nó không có gì để chê đâu. Răng cỏ nguyên lành mới tháo lần đầu, chưa có dấu tích gì hết. Nó dưới xôi cho anh em coi. Rồi 300.000 cho cái lốc giữa. Kêu bằng thành dân bán đồ thì kêu bằng cái lốc mỏng. Cửa mình kêu lốc mỏng. Rồi bộ nồi. Bộ nồi thì mình bán mình tặng luôn cục canh nè nha. Canh với những con ốc đồ tổng á. Cái lông đền gai đồ tổng á. Chưa dán, không hú không giọng, bị nó còn mới tinh về đâu hú giọng được. Bố à. Bố ghiên ha. Ấp chia cái lồng đền mình bỏ vô đó mình dặn lên luôn rồi. Nhông mà. Y như mới vậy anh em ơi. Số nè. 052 đuôi. Đó, anh em thấy cái mã số này anh em ghi lại đi. Nó của cái máy này. Để nó thừa rã cái máy này bán cái này. Cái nồi khác anh em không tin tưởng. Chắc ăn 100% của cái máy này. Đẹp như mới luôn.
Đây cái nhông sao. Cái nồi này bán 1 triệu 500 ngàn anh em ơi. Không có dấu hiệu mòn mỏi gì trơn nè. Cái tăng đua này không có dấu hiệu gì hết nha anh em. Sáng sáng vậy thôi chứ không có dấu khớp, dấu mòn gì hết. Ngồi tay vô nó không có cộm gì hết. Chưa có dấu gì hết. Ngẩn ngẩn vậy đó, nhìn ngẩn ngẩn vậy chứ không thấy hổ khiếp. Mới tin mà nó chưa có hú gì đâu. Chạy thử xe, test xe rồi, không có giọng, không hú mà cắt ngọt ngào ngon lành. Rồi cái lông đền ấy trong này, ốc tán mình bỏ trong này luôn rồi. Này mình chưa có mở luôn nha. Rồi bộ nồi cho luôn vàng ốc, cho luôn lông đờn the gì đó, canh gì đó hết bộ vậy luôn. Rồi, cho luôn cái máng nhớt này luôn, cho chung như vậy luôn là 1,5 triệu à, 1,5 triệu. Rồi tiếp theo bộ số, bộ số này cũng khỏi sôi luôn nha anh em. Đẹp không cần diễn tả gì hết luôn, cốt nhông còn y nguyên, chưa có dấu hiệu mòn mỏi gì nhiều hết. Xe này chưa chạy nhiều anh em ơi. Nhông này đâu có gì đâu sôi ta, đâu có mẻ cái nào đâu. Cho cái anh kia anh coi. Một số này bán 700 ngàn. Có cái anh kia anh hỏi rồi, anh để anh, trưa nay anh gửi tiền ha. Anh không gửi thì chiều anh bán người khác. Dạ, 700 ngàn. Có người dẫn rồi. Quay cho anh coi cái độ đẹp xấu thôi. Số này là bao đẹp. Rồi anh coi kỹ ra, anh không có dấu mọt mẹt gì hết, mục mọt gì trong này hết. Rồi, tiếp theo củ đề, củ đề này bao im ngàn, hôm qua có test rồi. Giá củ đề này 300 ngàn anh em. Hôm qua test rồi, lên ga chạy vẫn ngọt ngào như thường. Rồi ba cái nắp này có tuốt nhẹ nhẹ rồi, 350 ngàn. Nắp không, không có dính ốc tán gì hết nha. Đồ cá. Rồi, tiếp theo bộ bộ lửa này à, lửa ở tình trạng là lửa rin anh em. Lửa rin chưa quất. Nhông này nhông rin luôn, ngon lành. Bên trong cái độ sét này nám nám vậy đó. Bên trong còn trắng nha anh em chứ chưa có đen nha. Rồi bộ lửa này là 650 ngàn, tặng luôn dây sinh đề, tặng luôn cái nắp chặn nhất. Đó, vậy là 650 ngàn, tặng sơn đề, tặng luôn nắp chặn nhớt. Hơi lấy bịch mũ đựng lại cho anh em. Còn bộ ốc này là 300 ngàn, có báo số, có ba cái bạc đạn, có bánh lòng bánh tăng, có sinh cam, có bu ri, hết vàng ốc. Mà vàng ốc này theo anh ngâm dầu rồi lại chứ còn được, chứ không đẹp mấy, đen đen vậy nhưng mà không có xét. Cái này nó xét tại nó dính bụi dính bậm như nè. 300 ngàn hết rồi đó luôn á.
mình hơi mình tắm vô cái bịch mũ anh em. Tiếp theo là cái nhóm này tắm vô bịch mũ cho anh em luôn. Bơm nhớt, bánh bơm nhớt, cái gì đó ổ tự động chỉnh nồi. Rồi hết chưa, đây mình bán cho anh em 200.000. 1 2 3 4 5 món 200.000 nguyên cái bộ này ghim luôn, cốt đạp chân đạp lò xo khâu hết gì luôn, mình cũng bán cho anh em là 200.000 luôn. Sẵn còn thời gian là quay cho anh em coi cái dàn ốc của mình, ốc đẹp lắm nha anh em. Cái này của Kim Thái ở dưới đây, cái này để dành cho bạn anh em ơi, nó đi kiếm hôm nay không có nè, đồ Kim Thái. Mấy cái lò xo đồ hốt lại hên xui. Cái này xài nhức răng nha mấy anh em, biết chừng nào dán nữa. Hốt xô vậy hên xui rồi, có lông chim nữa, có ốc gì nữa là ghim canh co xăng nữa mà. Cho anh em bán cho anh em 100.000 ký à. Lấy hai con ốc bình xăng ghim ra cho cái anh mới mua cái gì ngày qua, cái bình xăng con. Anh em coi dàn ốc nha anh em. Dạ alo. Dạ còn anh. Xuồng xe là em có nhiều anh, cái đó là túng tủ em ơi. Anh nếu anh muốn đẹp thì nó hơi căng nha anh. Dạ. Rồi cái này nó hơi tế nhị cái giá, để em đang quay phim anh xong rồi em sẽ báo giá cho anh liền ha. Em anh đợi em 3 phút nữa là xong rồi. Dạ. Rồi ok anh. Rồi, tổng chào anh em cô chú và các bạn. Video cũng hơi dài rồi, một lần nữa ngày ước gì ngày nào cũng được, chúc cho anh em cô chú và các bạn lúc luôn luôn lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mình là Tí Hon, chuyên mua bán đồ xe Honda ở gần chợ Đê Đông, tại Bến Tre. Số điện thoại là 0918 104045. Mong anh em cô chú xem giải trí, cũng như có cần xài món nào thì ủng hộ em Út. Không thích xài thì không thích xem thì lướt qua. Anh em cô chú thấy trời biết hay vui, đồ đẹp cho mình xin một like, và những anh em chưa đăng ký thì xin vui lòng bấm chữ đăng ký màu đỏ dưới giữa cái màn hình mà mém tay mặt anh em, rồi bấm luôn cái chuông, rồi sau đó bấm luôn chữ tất cả. Tha thiết yêu cầu cảm ơn anh em cô chú. Dạ, chào anh em, chào cô chú, kết thúc video.